Giới thiệu với các bạn, đây là dàn âm thanh 5.1 của Samsung. Model là Samsung HT F453HRK. Đây là một mẫu được sản xuất năm 2013. Cái chữ F có nghĩa là được sản xuất năm 2013. Dàn âm thanh này tính tới thời điểm hiện tại là được ra đời được 10 năm rồi. Nên là 2023. Công suất của dàn này là 1000W. Công suất của dàn này là 1000W các bạn ha. Đây là công suất maximum 1000W. Đây là theo công bố của nhà sản xuất. Và hiện tại thì dàn này đang còn chơi khá là tốt. Đĩa không còn đọc nữa. Nhưng mà những cái tính năng khác, ví dụ như là USB, Optical, HDMI, AUX, FM đều hoạt động bình thường, ngon lành cả. Ngoại hình còn khá là mới và không có bị sức mẻ gì hết, còn nguyên lành. Và đây là trên cái trang chủ của Samsung. Nó gồm có hai loa front cao 50cm, hai cái loa surround center đầu 5.1 và súp hơi này còn nguyên vẹn, còn lành lặn đẹp. Súp hơi nặng 6kg. Còn đây là mặt sau của đầu 5.1 cũng như là loa. Mà thấy không, loa vẫn còn khá là đẹp, khá đẹp ha. Đây là cái model của cái đầu 5.1 này, HT F453HRK. Và này, hàng này được sản xuất tại Trung Quốc. Chơi ở nguồn điện là 220V cho tới 240V. Công suất tiêu thụ là 68.9W trong 1 giờ. Các bạn lưu ý cái thông số này ha. 68.9W có nghĩa là công suất tiêu thụ điện trong vòng 1 giờ, chứ không phải là công suất phát ra theo tín hiệu âm thanh nha các bạn. Đừng lầm lẫn hai cái thông số này nha. Mình đã hỏi kỹ bên Samsung rồi. Nghĩa là đây là hai cái thông số khác nhau. 68.9W là công suất tiêu thụ điện năng trong vòng 1 giờ. Còn công suất phát ra theo cái dạng tín hiệu âm thanh nó là khác nha. Hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đó, còn đây là HDMI, FM, Optical, AUX. Và đây là 6 cái ngõ loa phát ra. Quạt vẫn là quay rất là ngon lành ha. Súp hơi phía mặt sau còn nguyên vẹn, không có bị gì hết đó. Đẹp. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thông số kỹ thuật của cái dàn âm thanh này nha. Thông số kỹ thuật. Đây là tài liệu của Samsung. Đây, specifications general là cái đầu 5.1 nó nặng là 2.3 kg. Đây là cái đầu 5.1 đây, nó nặng 2.3 kg, cũng tương đối là nhẹ ha, không có nồi đồng cố đá đâu. Rồi đây cái chức năng của nó, DVD đọc đĩa nè, đọc đĩa DVD, CD. Rồi cái này là nếu mà video phát ra, nếu ở theo cái dạng bông sen á thì nó là 480i, mình cũng không hiểu i là cái gì. Còn video phát ra theo cái nguồn là theo cái cổng là HDMI á thì nó sẽ xuất ra cái chất lượng âm thanh là ở Full HD ha, 1080. Còn đây là cái phần khuếch đại âm thanh La front đó là 167W. Đây là công suất đỉnh nha các bạn, maximum chứ không phải là công suất bình thường đâu. Có nghĩa là khi mình vặn theo cái điều kiện lý tưởng á, 167W nó sẽ thể hiện ở cái điều kiện lý tưởng như là mình sẽ vặn hết công suất, hết volume đó, và các dây tín hiệu nó đều thể hiện tốt thì nó sẽ chơi được mức là 167W, chứ bình thường nó không có tới đâu. Bình thường mình chơi chỉ khoảng mình nghĩ chắc tầm khoảng 100W đổ lại thôi, vài chục W thôi.
Đó, center là 165W, thì đây là các bạn lưu ý đây là công suất đỉnh thôi. Còn sub là 167W, 3 ohm, tất cả đều chơi kháng trở là 3 ohm hết. Rồi, đó là phần khuếch đại âm thanh, phần âm ly. Còn đây là phần loa. Đối với loa, loa thì công suất mà bình thường chơi mức, tức là công suất mà chơi ở ngưỡng an toàn á, ngưỡng an toàn là 167W. À, 167W. Nhưng thực ra mình chơi không tới, tại vì nó tùy thuộc vào cái volume mình vặn, đúng không? Đó. Còn maximum nó chịu đựng trong một vài giây là 334W. Đây là chịu đựng trong một vài giây là đứt bóng luôn, là hư luôn. 167W là công suất mà khi mà mình vặn hết volume thì nó là 167W. Đó. Công suất loa khác và công suất phát ra của âm ly là nó khác nhau nha các bạn. Nó không có giống nhau nha. Nó không có, nó đại diện là một đâu, hai là một, không phải như vậy. Hai là hai. À, đây là kháng trở của các loa đều là 3 ohm. Và các loa vệ tinh này nó chơi ở tần số là 140Hz cho tới là 20.000Hz. Bởi vì đây là loa toàn giải. Mỗi loa nó cùng có chỉ một loa duy nhất, đó là loa toàn giải. Nó chơi ở dải tần số từ 140Hz cho tới là 20.000Hz. Tức là một chơi một phần âm bass. Một phần âm bass gọi là bass cao. À, rồi sau đó thì phần trung, dải âm trung và dải âm chép nó thể hiện hoàn toàn. Đó. Tần số nè, range là dải tần số. Rồi output sound có nghĩa là cái độ nhạy 86 decibel trên watt trên mét. Độ nhạy này trung bình thôi chứ không phải là cao đâu. Rồi. Còn đây là cái cân nặng chiều cao. 453 HRK là nó cao là 500 cm. Tức là 500 mm, có nghĩa là 50 cm á. 500 mm, đơn vị là mm. Đây, còn các loa vệ tinh của surround, loa surround là nó chỉ cao là 11 cm thôi, 11.6 cm thôi. Còn cân nặng loa front này á là nặng là 1 kg, gần 1.6 kg. Còn loa surround là nặng 3 lạng, khoảng 3 lạng hơn xíu. Loa center là gần khoảng 5 lạng nặng hơn. Súp hơi là nặng 6 kg. Và đó là toàn bộ thông số kỹ thuật của cái dàn này. Đó. Đây là nút bấm cơ học các bạn ha, bấm vật lý ha, chứ phải cảm ứng đâu. Đó. Hiện tại vẫn còn chơi USB ha, còn tốt. Ở đây nó có hai cái ngõ là ngõ để cắm mic loại 6.5 hai lỗ luôn. Một lỗ AUX 3.5, AUX 1. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe một chút xíu âm thanh ha. Tại mình không có cái remote gốc, cứ remote học thôi. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nắng đã không buông sâu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phải mộng thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó đây nó chỉnh chế độ là này là surround, tức là 5 loa. Thì chế độ surround off này là có nghĩa là chỉ có 2 loa front và cái sub hơi chơi thôi, tức là chơi chế độ 2.1. Còn khi mình bật chế độ V surround on á thì nó sẽ là tất cả các loa đều hát và âm thanh 3D phát ra từ hai cái loa surround này. Âm thanh vòm đó. Và center nó cũng nó sẽ hát. Còn cái nút này là nút power bass, là bass nó sẽ bật kích hoạt chế độ bass nhiều. Bass sẽ siêu trầm. Tắt thì bass sẽ ít lại. Nhưng vẫn tức là tùy vào cái chế độ mình nghe nhạc như nào thôi, mình cần bass nhiều thì mình bật chế độ power bass on. Còn đây là các chế độ chế độ âm thanh pop, jazz, rock, stereo, câu lạc bộ, horn, hội trường, movie, xem phim, nhà thờ, R&B.
tắt chế độ này thì các loa nó sẽ hát. Khi mình bật cái chế độ này á thì chỉ có hai loa front với sub hơi chơi thôi. Tắt đi là sẽ hát lại bình thường 5 loa. Âm thanh này thì nó sẽ phù hợp ở chơi ở cái căn phòng là tầm khoảng 30 thậm chí là 40 vu trở xuống, nghe nhạc xem phim khá tốt ha, khá tốt ở những mức khá tốt thôi. Còn các bạn muốn nghe hay hơn thì nên có một cái thiết bị, thêm một thiết bị nữa, đó là cái lập xì để mà mình hiệu chỉnh âm thanh nó hay hơn. Tức là còn nếu mà chơi ở nguồn nhạc từ laptop PC á thì mình có thể có những cái phần mềm chỉnh equalizer. Còn nếu mình chơi nhạc từ điện thoại hoặc là TV thì mình cần có một cái thiết bị đó là lập xì. Chứ trên cái đầu 5.1 này nó không hề có những cái cần gạt hay là những cái nút để mà chỉnh equalizer. Nó chỉ có những cái chế độ mặc định thôi. Cho nên nó sẽ không có theo ý tùy chỉnh của mình. Cho nên để mà muốn nghe hay hơn thì nên có một cái thiết bị thêm, đó là lập xì. Cái lập xì equalizer nó sẽ hay hơn. Còn bình thường thì chơi chất lượng bình thường thì cũng chỉ ở mức khá thôi, mức trung bình khá thôi các bạn. Bass này đánh rất trầm, siêu trầm luôn. Ok.